Xin chào mừng quý vị đã đến với video nhận định và soi kèo trận đấu giữa Cộng hòa Séc và Anh vào lúc 2 giờ ngày 23 tháng 6 trong khuôn khổ giải bóng đá châu Âu Euro 2020-2021. Đây là phần nhận định soi kèo của các chuyên gia hàng đầu trên trang bóngdanet.vn. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Vâng thưa quý vị, trải qua 3 lần ra sân gần đây trên mọi đấu trường, Cộng hòa Séc đã thể hiện phong độ rất ấn tượng khi thắng 2 và hòa 1. Tại Euro năm nay, họ đang là ngựa ô đáng xem với lối đá rất đẹp mắt và hiện đại. Với 4 điểm có được sau 2 lượt trận, Séc sẽ hướng tới tối thiểu là 1 điểm trước tuyển Anh để chắc suất đi tiếp. Ở chiều ngược lại, Anh đã có một màn ra quân đầy thuận lợi với thắng lợi 1-0 trước Croatia của Luka Modric, nhà đương kim áo quân thế giới. Tuy vậy, ở lượt trận thứ 2, họ đã gây thất vọng lớn khi để Scotland cầm hòa không bàn thắng. Đó là trận đấu mà Tam Sư thi đấu vô cùng bế tắc và thậm chí nếu may mắn, Scotland đã có thể giành 3 điểm. Lượt trận cuối thì tuyển Anh cũng giống như đối thủ cần tối thiểu 1 điểm để có vé đi tiếp. Đây được xem là kết quả chấp nhận được dù tuyển Anh được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ. Tuy nhiên, Cộng hòa Séc đang có được một phong độ tốt và khó có thể chịu thất bại ở lượt trận thứ 3 Euro 2021. Theo thống kê 10 trận gần đây của Cộng hòa Séc, thì Cộng hòa Séc đã thắng 5 trận là 2 trận và thua 3 trận. Với đội tuyển Anh, trong 10 trận gần đây thì tuyển Anh đã thắng 8, thua 1 và hòa 1. Về lịch sử đối đầu của Cộng hòa Séc và Anh thì mỗi bên thắng 1 và hòa 1 trong tổng số 3 lần gặp nhau. Trước đó là trận hòa 2-2 năm 2008. Lần gặp nhau gần nhất ở vòng loại Euro 2019, tuyển Anh chiến thắng 5-0. Tuy nhiên, trận đấu lượt về Cộng hòa Séc giành chiến thắng 2-1 trên sân nhà. Sau đây là phần phân tích tỷ lệ thắng kèo của Cộng hòa Séc và đội tuyển Anh. Anh có 4 trận giữ sạch lưới liên tiếp. Anh đã thắng với cách biệt 1 bàn trong 4 trong 5 trận gần đây nhất. Cộng hòa Séc chỉ thua 1 trong 7 trận đã chơi. Cộng hòa Séc đã ghi nhiều hơn 1 bàn 2 trong số 6 trận gần đây nhất. Có dưới 2,5 bàn thắng được ghi ở 5 trong 6 trận gần đây của Anh. 4 trên 6 trận gần đây nhất của Cộng hòa Séc có dưới 2,5 bàn thắng được ghi. Anh đã ghi 3 bàn trong 4 trận gần nhất, 1 bàn là từ quả phạt đền. Về tỷ lệ kèo giữa Cộng hòa Séc và tuyển Anh, soi tỷ lệ kèo châu Á, ban đầu tỷ lệ chấp của trận đấu này được ấn định lên tới -1/4, nhưng với tình hình hiện tại mỗi đội chỉ cần 1 điểm để đi tiếp thì nhà cái đã giảm mạnh kèo chấp của tuyển Anh. Theo đó hiện tại Tam Sư chỉ còn chấp đối thủ -3/4. Những biến động cho thấy tuyển Anh sẽ không dễ để giành 3 điểm trong cuộc đọ sức hôm nay. Cho nên là kèo chọn Séc nha quý vị. Soi tỷ lệ kèo tài xỉu cũng giống như tỷ lệ trận, kèo tài xỉu cũng được nhà cái điều chỉnh rất nhiều từ 2/3 xuống chỉ còn 2/1/4. Hai trận vừa qua của Séc và 4 trận gần nhất của Anh đều chỉ có tối đa 2 bàn trên một trận. Kịch bản khan hiếm nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn ra ở trận này, cho nên kèo chọn xỉu nha quý vị. Dự đoán tỷ số cho trận Cộng hòa Séc và đội tuyển Anh là 0-0. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chúc quý vị sức khỏe, bình an, xem bóng đá vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị ở những clip tiếp theo.